Hello, hello. Xin chào, xin chào. Xin chào, xin chào, xin chào. Có ai xem live của Tùng không? Có ai xem live của Tùng không? Tiếng gì sao? Anh em vẫn tiếp tục chiến đấu, không ngừng nghỉ. Ngày đêm. Làm hoài không hết việc. Đấy, hôm nay là soạn lại cho ok nha anh em. Để làm sao mà vừa an toàn, vừa cây phát triển tốt, vừa để được nhiều. Đấy, đây. Mình phải đầu tư thôi. Đâu có mười mấy người làm đâu mà. Đấy, này là mình quy hoạch lại nhé. Quy hoạch lại. Anh không biết làm gì ấy, anh Dũng. Đấy. Ở trên này á, thì nó có nước. Tại mùa này là mùa nguy hiểm. Thành ra là đôi khi á, mình không tưới nhưng mà mình vẫn có độ ẩm. Đấy. Xin chào. Ai đang xem cho tôi một comment để tôi chào nhé. Hello em Cảnh Gà Tre. Chào Hoàng Quân. Hello Nguyễn Thanh Vương. Chào Lại Điệp. Chào chị Diệu Thùy. Chào Khởi Phạm Văn. Hello cô Thúy Bình. Anh em vừa Lan Thanh Tùng vẫn cứ hàng ngày là miệt mài làm đủ thứ việc trên đời. Làm hoài không hết việc. Đưa lên. Làm hoài không hết việc. Giờ đó kia đi em. Làm hoài không hết việc anh em ơi. Mọi người chia sẻ bài cho Tùng đi cả nhà. Cho anh em yêu Lan cả nước có thêm động lực để chiến đấu. Đúng không? Chào Phong Lê nhá. Cảm ơn em. Em đang cướp cua của Trung Thọ. Ok nhá. Cướp hết cua của Trung Thọ đi. Trung Thọ lùn. Đây cả nhà này. Đó. Có mười mấy người làm vườn. Đúng thứ việc làm hoài. Hôm nay đang quy hoạch lại. Để cho nó vườn nó vừa đẹp mà nó phù hợp à, khu vực nào để cây bé, khu vực nào để cây cây 5 sen trở lên à, này. Anh em thấy chưa? Đó. Rồi khu vực nào để những cái chậu lớn. Đó. Rồi khu vực nào để những cái chậu tác phẩm. Đấy, làm tới đâu phải gọn sạch tới đó. Đây là lý do mà vào vườn lúc nào cũng thấy sạch đẹp đó anh em. Đó, nếu mình làm được nhá, ví dụ một cái cây như thế này đó, mình làm nó sạch đẹp gọn gàng á, sạch sẽ thì đương nhiên là chắc chắn một điều là sẽ ít sâu bệnh. Và khi xuống đây thế này mình quét hết sạch sẽ đi thì những cái la úa, những cái gì bẩn á, đó thì mình bỏ đi thì nó sẽ vừa gọn gàng sạch sẽ mà vừa sẽ ít sâu bệnh nhá. Đang quy hoạch lại trên này để đưa anh em lên làm này. Mọi người thấy không? Đó, làm lan này ta phải tươi như này nữa. Anh em thấy chưa? Làm hoài. Xin chào. Chào bác Quyết Kiên. Chào anh Nguyễn Thanh Yên. Chào Thoa Đỗ. Cả nhà chia sẻ bài cho Tùng đi. Cảm ơn bác Trần Minh đã chia sẻ nha. Chào Hoa Lan Hoàng Nhi. Đó, mình quy hoạch lại chỗ khu vực nào đó, là để những chỗ tác phẩm tương lai. Đó, tác phẩm hoa tương lai chỗ nào đó. Mọi người thấy chưa? Làm hoài, làm riết, làm mãi. Làm đủ thứ việc trên đời luôn. Đấy. Chào anh Trần Toàn. Hello anh Dầu Đại Phong Nguyễn. Người rời của sông Hóa. Đây là anh thấy không vườn em mà làm ngày làm đêm làm hoài làm riết làm mái luôn. Chào trai họ Phan, chào bác Thiện Đinh nhá. Làm hoài làm riết làm mái. Cái tấm này là cái tấm polycarbonate này nha. Mình đặt lên trên này á là cái tấm này á thì nó tối cho nên đôi khi á là mình có thể để được một ít cái cây ở dưới này, ít chậu dưới này, nó vừa mát vừa giữ ẩm mà nó không bị nước ở trên giọt xuống đây.
nhằm khi ở trên này á, có một cái chậu có sên chẳng hạn, là nó không bị rớt cái nước xuống cái chậu ở dưới á. Chứ một số anh em mà chăm á, ở trên thì treo, xong ở dưới này á, là lại có cây, thì cái sên, cái trứng sên ở bên trên á, hoặc là những cái bẩn, những cái bụi bẩn, những cái bệnh ở cây ở trên á, thì nó lại xuống cây ở dưới. Tại vì nếu cây mà toàn bộ cây mới ở trong vườn á, là mình để riêng nha. Còn những cây cũ mà mua ở các vườn khác về thì mình để riêng. Chứ không có là nó bị, nhằm khi không có thì là may. Nhưng mà nhiều khi có sên hoặc có bệnh á, thì nó lây cho cây khác nha anh em. Đấy. Những khay bằng inox sẽ giữ ẩm và không làm cho con sên bò từ ở đây có nước đúng không? Sẽ không làm cho con sên bò từ chỗ này sang chỗ kia. Đây. À, mình để như này á thì khi mà cần ví dụ kích rễ thì là những cái vòi mà tưới á, nó đưa vào được luôn. Chứ không để quá chật. Nếu như mà mình tưới cái gì ta? Mình tưới cái kích rễ chẳng hạn, mà mình tưới lên đọt thì đương nhiên là không tốt. Chắc chắn một điều là không tốt. Cho nên là phải có một cái chỗ để luồn qua này. Có chỗ để luồn cái vòi qua để tưới. Còn anh em mà tưới phân tưới thuốc mà anh em tưới lên đọt là cũng ảnh hưởng. Giống như anh em mình bây giờ cái đầu tóc của anh em mình mà lại thay vì dùng dầu gội mà ông lại dùng cái những cái thuốc rửa bồn cầu mà mình dội lên đầu thì chỉ có chết. Đúng không anh em? Đấy. Chắc chắn một điều là như vậy. Cho nên khi tưới phân thì không nhất thiết phải đây này. Hôm trước phát hiện là phát là giải quyết là ok. Tưới phân là mình không nên tưới vào đọt, mà nếu như tưới phân bón lá thì mình chỉ cần tưới từ đây trở xuống thôi. Đây là cách của Tùng. Đúng là nhà có điều kiện rồi. Chào bác Trần Thịnh nhá. Chào Phạm Văn Quang. Chào Nguyễn Văn Phú. Vườn tôi cũng phải suốt ngày đêm chứ bỏ ok anh. Anh em mình cố gắng, anh em mình sẽ thành công từ cây hoa lan. Đó là điều đương nhiên. Đây. Mình sẽ thành công từ cây hoa lan. Bữa trước là mình treo. Bây giờ mình thay đổi, mình quy hoạch lại. Thứ nhất là để lối đi này. Lối đi để mình live stream đi lại. Khách vào đây tham quan trên sạp, tham quan cái treo. Đó, nhưng mà cho dù để sạp á, anh em hết sức lưu ý là vẫn lây như thường. Vẫn lây sên, lây bệnh như thường. Cho nên chúng ta phải có khoảng cách, không nên quá để quá dày đặc. Để quá dày đặc thì chắc chắn một điều là cây nó phát triển không tốt. Đó. Chắc chắn một điều là cây phát triển không tốt. Để dày đặc là cây phát triển không tốt. Trừ trường hợp cái vườn mà bé. Chào Phạm Huy nhé. Phạm Huy, cho Phạm Huy ngắm người đẹp Long Khánh này. Lâu nay không thấy xem like của anh. Đây Long Khánh Phạm Huy. Úi trời ơi. Hết nước chấm. Nhìn này, nhìn cả chậu này. Mặc dù là cái cây mẹ của em, cái mầm mẹ của em này, nó ngắn hơn cái mầm mẹ này một xíu. Nhưng mà cái mầm gốc á, cây này và cây này là gần như là tương đương luôn. Rất là hay. Chào Bắc Đình Đông. Dạ Hương có anh em vẫn gọi đầu nhé. Ok anh Đại Phong Nguyễn nha. Đó em ví dụ một cách nó ví von thôi. Thực sự ra là như vườn em á, là khi tưới thì tưới vô tư lên đọt, nhưng mà khi tưới phân là em không cho anh em tưới phân lên đọt. Nó đang rất là yếu ớt. Mình tưới phân cho dù là phân bón lá hay phân gì mình tưới từ đây xuống thôi. Đấy. Cây Phạm Huy. Phê luôn. Chào bác Lý Phụng Văn, hello đời là thế. Đấy, cứ mười mấy anh em lên vườn làm ngay làm đêm làm hoài. Chào Nguyễn Duy, có lan lá mít không bác ơi? Có nha Nguyễn Duy ơi. Chào Đoàn Anh Nam nhé, hello Phi Điệp. Làm hoài làm riết. Tại vì mỗi một lần á anh em ạ, tức là cây nó phát lớn, nó phát triển á, mỗi một thời điểm nó một khác nha. Thế này chú ý quay đúng hướng rồi đó, bác công làm lại này. Một số cái toàn là như thế này là bác công làm lại à? Bảo anh em đi. À, mình phải quay đúng hướng nha anh em. Ví dụ hướng mặt trời mọc bên kia thì cái đọt này đúng quay ra đấy luôn. Chào Vũ Văn Hoàng.
Mọi người chia sẻ bài cho Tùng đi mọi người ơi. Chia sẻ bài cho đông anh em vào xem. Ok Nguyễn Duy. Cả nhà chia sẻ bài cho Tùng cho đông anh em vào xem đi cả nhà. Gia Khánh này, bỏ 100 tỷ giờ gỡ lại sao được bác. Cảm ơn bác đã lo thay tôi, bác đã sợ thay tôi và bác đã buồn thay tôi nhé. Nhà Gia Khánh. Nhiều khi mình làm á, tại vì do bác là bác không tin tưởng vào con đường bác chọn. Bác hiểu ý không Gia Khánh nhỉ? À? Nói câu chuyện cho Gia Khánh biết này. Thí dụ bây giờ bác đang cua một cái em hoa hậu, đúng không? Bây giờ bác đang cua em chưa là hoa hậu, em mới là con gái làng. Cũng đi học, ví dụ học lớp 12 đi, lớp 10 đi, không? Rất xinh đẹp, rất ngon lành, rất đoan trang, con nhà gia giáo, đúng không? Thế là đùng một cái lên lớp 12 cô đi thi hoa hậu, bắt đầu là cô giành ngôi vương, đúng không? Xong bắt đầu bác thì đấy cũng là một thằng học sinh lớp 12 thôi, bắt đầu là không cố gắng để mà tiếp tục cua cô ấy, cho rằng là mình yếu, mình kém, mình không có khả năng để cua một cô hoa hậu, một cô gái đẹp. Tại bây giờ cô lên thành phố rồi, cô đi thi hoa hậu rồi, cô đoạt giải rồi, bây giờ mình không cửa gì, mình không tuổi gì, mình không khả năng, không sức lực, không điều kiện, đúng không? Đó, không đủ tự tin vào con đường mình chọn. Thì đương nhiên bác làm sao mà bác cua được cô, đúng không? Cho dù á, đó là một cái câu chuyện là nhỏ thôi. Còn câu chuyện lớn hơn này, như anh em mình đang xem live ở đây đi. Bây giờ mình muốn chinh phục một ai đó để làm vợ mình, kể cả là hoa hậu, đúng không? Đúng chưa? Mình muốn chinh phục mà mình không tin vào con đường mình chọn thì làm sao cua? Thế bác không đầu tư về thời gian, không đầu tư về tình yêu, không đầu tư về thậm chí là tiền bạc, đúng không? Mẹ bây giờ cô có nhu cầu, cô đang phải đi đi xe hơi, bác không đầu tư, đúng không? Cô đang có nhu cầu là phải là ăn sung mặc sướng, bác không có nhu cầu đầu tư. Bác có mà bác không đầu tư thì làm sao mà cô trở thành vợ bác được? Mẹ nó phải kiếm một thằng nào ngon hơn, đúng không? Có nghĩa là gì? Không có ý chí, không có quyết tâm, không có nghị lực, đúng không? Thì làm sao được? Bác mới lo cho tôi là không thu về 100 tỷ được. Còn tôi tin tưởng là tôi sẽ thu về nhiều 100 tỷ như thế. Nhớ chưa Gia Khánh nhá? Hết sức bình tĩnh. Nhớ chưa? Mẹ bây giờ, ví dụ bây giờ bác mua được Phú Thọ HO. Hồi đó mấy ông kỳ suối bác mua Phú Thọ HO. Thế bây giờ Phú Thọ HO bác cứ thế là bác ngồi im đó, bác cào phím, bác lo cho người khác. Còn tôi á thì tôi không lo, tôi muốn thu về hàng 100 tỷ. Cho nên là tôi, anh em tôi mới phải làm nhiều này. Thấy chưa? Thấy chưa? Ủa sao nó không quay được ta? Đây. Đó, tôi muốn thu về hàng 100 tỷ cho nên nhân viên tôi phải làm cái này. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhân viên làm đủ thứ việc trên đời, làm cây cho mình, làm cây cho khách này. Coi cây của khách cũng như cây của mình này, đúng không? Đó. Chào anh Trung Nguyễn, chào bác Hoàng Tạ. Bây giờ tôi hỏi ông Gia Khánh nhá, bây giờ làm ăn mà ai mà không muốn thành công? Thế tôi bỏ ra hàng 100 tỷ tôi làm nhà hàng. Thế bây giờ bác bảo ôi giời, ông bỏ hàng 100 tỷ ông làm nhà hàng, tới bao giờ ông lấy lại? Tôi còn chưa lấy lại vốn này. Tôi bỏ nhiều 100 tỷ tôi mở nhà hàng, bây giờ tôi còn chưa lấy lại vốn này. Thế thì làm sao? Chào bác Khẩu Giới nha, chào Giám Nguyễn. Đầu like có kèo gì nho nhỏ giao lưu chốt cho thông lòng. Ok anh. Rồi, 136 anh em đang xem, 136 số quá đẹp luôn. Đó, bây giờ đầu like mình giao lưu với anh em. Đầu like bây giờ Pleiku đang sốt lắm luôn anh em ạ. Ở ngoài Bắc đang sốt lắm luôn. Cho nên mình lên một cái kia đôi mắt Pleiku cho thông lòng. Đôi mắt Pleiku thông lòng nhá. Kỳ này hiện tại là mình bán 16,6 triệu. Bây giờ đầu like chia sẻ giao lưu cho anh em với giá là 9.999.999 đồng nhé. Trong vòng đúng 9 giây không ai chốt thì mình không bán nhá. Kỳ này bây giờ là 22 triệu rồi. Kỳ này 22 triệu rồi. Kỳ này mình bán 16.8 triệu nhá. Chào bác Đinh Chắn Lẻ, chào bác Trần Hiền, chào anh Hùng Nguyễn Mạnh. Không lên mít cho em để em chốt à bác? Rồi sẽ lên nhá. Kỳ này bây giờ mình bán 16,6 triệu trên like ngay lúc này, là một phát một để thông lòng đầu like. Thông lòng đầu like 9.999.999 đồng. Đó một cái. Rồi bây giờ tiếp tục mình lên cái khác.
lên khác cho nó thông lòng tiếp. Anh em nào chốt thì được nhá, chốt thì được nhá, nói chung chốt thì được. Bây giờ anh em cứ mỗi anh em sưu tầm khoảng vài chục kỳ, không tên vài chục kỳ Bảo Duy, đúng không? Mấy kỳ Pleiku, mấy kỳ Cờ Đỏ, mấy kỳ Long Khánh, mấy kỳ Kinh Bắc là bằng bọn tôi ngày trước đầu tư hàng trăm tỷ đồng, được chưa? Không lẽ lại múc kỳ nữa. Trời ơi, bây giờ anh nói em nghe chứ, càng nhiều kỳ thì em nhân ra càng nhiều giống thì em càng bán được thôi. Một kỳ bây giờ người ta có 5-10 kỳ mà mình có một kỳ mình nhân giống sao lại, đúng không? Vấn đề là số lượng anh em ạ. Mà anh em mình đâu có cần phải là mình bán với giá cao đâu. Mình bán với giá cao thì cuộc chơi không bao giờ tồn tại lâu. Không bao giờ tồn tại lâu. Mình bán với giá bình thường thôi, mấy triệu, mấy chục triệu là cuộc chơi này bền vững, nhưng mà sẽ nhiều người chơi. À, thế mới là ngon. Có cu dài thông nòng ngay. Cu dài hả? Cu dài thông nòng ngay. Cu này còn đòi gì nữa trời? Đây này, cu này em bán 16,8 triệu nhá. Bây giờ trên line ngay lúc này thông nòng là 9.999.999 đồng. 139 anh em đang xem. Đấy, cuộc chơi nó mới lâu dài. Cuộc chơi nó mới lâu dài. Chào Hoàng Trần Minh. Ok, anh Hùng Nguyễn Mạnh. Được chưa? Hết sức một tấn. Hết sức một tấn. Một kỳ đâu có. Bây giờ tại sao mà Tùng không để hồi đó Tùng không để có một kỳ để Tùng nhân giống là Tùng bán, mà Tùng còn xuống nữa mua tiếp, xuống nữa mua tiếp. Mình học theo cái sách của Warren Buffett, một tỷ phú nổi tiếng người Mỹ. Càng xuống càng lên, càng xuống càng chơi. Dài phải to hả? Rồi ông nào, ông nào thích? Ok, Đức Hòa. Ông nào thích cu to dài? Cú như vậy mà còn chưa chốt được thì cú dài làm sao chốt, bác Vũ Văn Hoàn. Đấy, cú dài đây nè. Cái thân này này, cái mầm gốc này này, cái cú này này là 45 cm. Cái mầm gốc này này 45 cm. Cái thân già khoảng 20 cm. Đó. Anh em nào thích 50-50 với Tùng, 50-50 với Tùng nha. Hả? Có chứ. À không không, cái đó không cần. Chào Võ Văn Đức. Đây, cua dài và to. Riêng kỳ này nhá. Kỳ này anh em nào chung với mình thì anh em chung 50-50 với mình nhá. 60 củ là anh em có 50% kỳ này. Tùng sẽ chăm cây, nhân giống và chia sẻ để có lợi cho anh em mình nhá. Nhanh gọn. Đây này, mọi người nhớ nhá. Bấy nhiêu mắt đây thôi. Bấy nhiêu mắt đây mà Tùng bán cứ... loại to đẹp như này Tùng bán nhanh là 5 triệu toàn năm một cái, 1, 2, 3, 4, 5 đấy là hết, là hả, được 30 mấy củ rồi, đúng không? Bán nhanh bấy nhiêu đây đã được 30 mấy củ rồi này. À, còn cái này thì anh em mình ăn hoài luôn, cái gốc này ăn hoài luôn, đã dài mà còn cong nó vĩnh lên rồi anh, thấy chưa? Đọc kế của Gia Khánh xem. Sự so sánh khập khiễng. Ông mà không có dịch vụ kia đỡ cho Lan thì cũng đi ra đảo rồi. Hãy trở về với thực tế đi. 100 tỷ ông bán 50 năm nữa Lan ông cũng không gỡ nổi. Tôi vẫn cảm ơn bác Gia Khánh đã lo thay tôi, đã khổ thay tôi. Nhá. Nhá. Tôi cảm ơn bác đã khổ thay tôi, đã lo thay tôi. Nhá. Còn tôi đây này, bác thấy không? Tôi vẫn làm, tôi vẫn bán. 50-50 đột khỉ, 50-50 cả chậu hay một cái kỳ 45 cả chậu chứ đột khỉ, cả chậu đấy. Đã nói là lên like thông nòng là phải rẻ. Thông nòng là phải rẻ, 50%, 50 củ được 50% cả chậu luôn. Ok bác Trần Minh nha. Mình chơi như vậy để rẻ, vấn đề là được rẻ. Vấn đề là được rẻ thôi, anh em được rẻ thôi nha. Bác Gia Khánh bác lo cho tôi quá, tôi thì không lo mà bác lại cứ phải lo. Bây giờ ví dụ tôi cố gắng tôi chăm sóc, tôi nhân giống đủ trên đời, tôi nhân giống ra được hả 100 kỳ kinh bác coi, 100 kỳ kinh bác coi, thêm 100 kỳ cửa đỏ, 100 kỳ Pleiku nữa coi,
Khi mà nền kinh tế thế giới, đặc biệt là Việt Nam mà quay trở lại phát triển nhá, đông người chơi á, xin lỗi các ông, xin lỗi ông Gia Khánh nhá, cái thằng nào con nào, từ thằng già, thằng trẻ, thằng bé, thằng lớn, già, trẻ, gái, trai, thấy tiền nhà vào hết, bấy nhiêu đó mà giá nó tăng nhích nhẹ một cái thôi. Hả? Tôi có 100 ký Kinh Bắc, 100 ký Long Khánh thôi, 100 ký Pleiku, 100 ký Cờ Đỏ thôi nhá, khoảng độ lấy 500 ký Bảo Duy, 500 ký không tên. Xin lỗi mẹ, tôi mua cả dòng họ nhà ông luôn, nghe chưa, dòng họ nhà ông bao nhiêu đinh, dòng họ nhà ông cao lắm, 150 đinh đến 200 đinh, mỗi một đinh tôi cho một căn nhà ở quê, một căn nhà ở quê tôi chấp ông luôn là 500 triệu, đúng không? 100 đinh có 50 tỷ thôi, 200 đinh có 100 tỷ thôi, tôi mua cả dòng họ ông luôn, nghe chưa, hết sức bình tĩnh. Còn làm ăn thằng nào cũng muốn lời hết trơn á, thằng nào cũng muốn nhiều tiền, thằng nào muốn thành công á. Xin lỗi ông á, ông Phạm Nhật Vượng bỏ ra 70.000 tỷ đầu tư một cái dây chuyền, một cái nhà máy sản xuất xe VinFast xăng, đùng một cái trong vòng có hơn 2 năm phá bỏ hoàn toàn luôn. Các nhà đầu tư mất chưa, đúng chưa? Các nhà đầu tư mất, nhưng mà VinFast vẫn còn, VinFast tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư, đúng không? Thậm chí là bỏ tiền của những cái cổ đông lớn ra cho các nhà đầu tư vay để làm xe điện, để sử dụng trong nước, tiến tới xuất khẩu, đúng không? Đúng chưa? Ông Bầu Đức ông bỏ ra hàng 100.000 tỷ, ông nuôi lợn và ông trồng chuối, vậy thì ông đâu có thu ngay. Những năm đầu ông toàn lỗ không, lỗ ròng luôn, lỗ nhiều luôn. Nhưng những năm sau ông thấy ông trồng chuối chưa? Ông lãi bao nhiêu ngàn tỷ ông biết chưa? Ủa thứ trên đời, đúng không? Đây này, bây giờ là 11 giờ rồi, anh em xuống ăn cơm hết. Chỉ còn một thằng chủ lang thang trên vườn mà vẫn vui. Vui vì có anh em ở đây. Chào Quân Đoàn, chào Mai Hoàng Đạt, đúng chưa? Ông tìm ra, mẹ ông tìm ra mấy cái thằng đầu tư bất động sản suốt 3 năm qua, thằng nào thành công tôi coi, ông chỉ giùm tôi cái. Ông Gia Khánh, ông chỉ giùm tôi coi ông nào mà đầu tư bất động sản đi. Bất động sản ông cầm ngân hàng được đấy nhá. Ông cầm ngân hàng được, ông đầu tư bất động sản 3 năm qua, ông chỉ tôi đầu tư, thằng nào thành công ông chỉ giùm tôi cái. Ồ, thứ trên đời. Phết. Ông nào chơi chứng khoán thành công trong suốt 3 năm qua ông chỉ giùm tôi cái. Ông nào mà phát triển ngành y tế trong thời gian dịch bệnh là y tế rất là cần thiết, đúng không anh em? Đấy. Ông nào đầu tư vào làm khẩu trang ông chỉ tôi thành công giùm cái coi. Đủ thứ trên đời, mất trắng luôn. Rồi ông nào sản xuất vaccine, đúng không? Dịch bệnh cần vaccine không? Đúng chưa? Dây chuyền sản xuất vaccine nghiên cứu tới đâu rồi? Mất trắng bao nhiêu ngàn tỷ không biết đâu. Mất trắng luôn. Mẹ bây giờ người ta có sẵn luôn vaccine đâu, chỉ việc mua về thôi. Còn đây ông đang mới ở giai đoạn là nghiên cứu thử nghiệm. Mất trắng chưa? Rồi bao nhiêu cái ông mà dùng cái gì? Dây chuyền sản xuất nước muối natri clo 0.9%. Người ta đầy ra rồi, ông bây giờ ông mới mua đi đầu tư. Thế bây giờ là hết dịch bệnh rồi, người ta đâu có cần nước muối nhiều. Rồi người ta đâu có cần phải khẩu trang nhiều. Đúng chưa? Người ta đâu cần vaccine nữa đâu. Chết chưa? Rồi mấy ông tham ô, đúng không? Nhận hối lộ, bên ngành y tế đang xử luôn. Chết chưa? Rồi mấy ông giải cứu chuyến bay. Mấy ông tưởng ông ngon hả? Ông giải cứu chuyến bay ông ăn hả? Giờ đang đi tù luôn, tiền vẫn phải trả lại. Mấy ông đầu tư bất động sản, mấy ông mở nhà máy sản xuất, đúng không? Bây giờ không xuất nhập khẩu được vì người ta không có tiền. Trả lại công ty, trả lại mặt bằng thuê. Mấy ông đầu tư bất động sản để làm nhà xưởng á. Ông coi thằng nào thành công ông chỉ giùm tôi cái. Đủ thứ trên đời, nằm im chết như rệp. Hiểu chưa? Thế còn cái ngành nông nghiệp, ông chỉ con là ngành nông nghiệp này mẹ. Bây giờ Thanh Long đi tới Trung Quốc nó chặn mẹ nó lại rồi. Đúng không? Phải đổ đi. Lợn, ông các ông chăm lợn đến cửa khẩu Trung Quốc nó chặn lại, mà nó sổ hết luôn. Sổ hết xuống hố nó chôn luôn, ông thấy chưa? Đúng không? Ông nào thành công? Cho nên vấn đề bây giờ mà còn bán được Kila là ngon rồi. Đó, tỷ phú thế giới cũng đi tàu ngầm cũng chết luôn đấy. Đi thăm tàu, đi chiêm ngưỡng, đi khám phá tàu Titanic ấy, vẫn chết như thường. Đi tàu ngầm đấy.
đúng chưa? Ok Trương Đức Dũng nha, ok Nguyễn Hà, chào Mai Thành. Đâu rồi, Gia Khánh đâu? Bước vào đây nói chuyện với anh. Chúa tất đài luôn nhé. Tùng nói ra toàn những đó là sự thật, đúng không? Ông đầu tư cái gì trong suốt 3 năm qua đều chết. Và nếu bây giờ ông đầu tư, ông chết tiếp luôn. Bây giờ người ta đâu có tiền đâu mà người ta xài nhiều. Anh em thấy chưa? Siêu xe, đúng không? Thằng em mình luôn. Cho dù thằng Phan Công Khanh, thằng em mình nó có đi tù chăng nữa luôn, nó vẫn là em mình. Trong thời thế loạn lạc, thời thế khó khăn, cái chuyện mà vì khó khăn mà trở nên phạm tội nó là bình thường. Đi tù cũng phải ra thôi. Nhưng mình phải luôn tôn trọng cái việc làm mà người ta giỏi. Người ta làm sai thì người ta phải chấp nhận chịu pháp luật trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người ta đi tù về người ta lại làm nên thôi. Còn chỉ có những thằng mà không chịu làm, không chịu đầu tư, không chịu vắt óc ra suy nghĩ, đúng không? Thì mới là chết. Những thằng chỉ ngồi cào phím, không chịu làm, không chịu đầu tư là mới chết. Đủ thứ trên đời. Còn anh đây, anh vẫn làm. Tôi, ông dại lắm, ông Gia Khánh. Cho nên tôi sẽ không chặn ông, để tôi nói với ông này. Ông nói ông là đây lĩnh vực hoa lan, không nói việc khác. Mẹ ông đần vừa thôi. Đủ thứ trên đời, hoa lan á, là người ta thưởng thức cái vẻ đẹp và hương sắc của cây hoa lan. Người ta no đủ rồi, người ta mới chơi hoa lan. Đúng không? Có đúng chưa? Vậy thì bây giờ ông á, ông có Phú Thọ HO thì ông phải làm được cái gì? Cái tác phẩm hoa để bán cho người ta thưởng thức. Nhưng mà trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn về kinh tế, thậm chí bây giờ là chiến tranh, đúng không? Nhà nước á, thì kiểm soát tài chính, đúng không? Không mở rum, không vay được, đúng chưa? Thì tiền đâu mà người ta mua? Thì đương nhiên giá nó xuống, thậm chí nó mất, đúng không? Từ các ngành nghề khác mà nó liên quan đến ngành hoa lan. Tôi hỏi ông nhé, ngô này, bắp này, khoai này, chuối này, đúng không? Hoa quả các loại này, ăn được không? Ăn được sao không ăn được? Tại sao người ta vẫn ế và vẫn thua như thường? Có đúng không? Đấy là đồ ăn đấy mà còn thua. Ông mới là bảo thủ, tôi nói ông nghe chứ. Không có ngành nghề kinh tế nào phát triển mà ông lại muốn là ngành nghề hoa lan phát triển, thì tôi cũng lại ông luôn Gia Khánh. Tôi mới biết ông có thể ông là nick ảo. Nhưng mà tôi vẫn phải nói cho ông biết, tại vì ông là một con người, ông có bàn tay, ông có khối óc, ông nghĩ như thế nào ông viết ra như vậy, ông hiểu không? Ok, thất bại là ông thất bại toàn diện về hoa lan. Thế tôi hỏi ông này, trong vòng suốt 3 năm qua, những người nào làm ngành nghề gì quanh ông, ví dụ hàng xóm này, cô dì chú bác nội ngoại nhà ông nhá, anh em bạn bè đối tác nhà ông làm thành công gì, ông kể ra đây cho anh em nghe cái. Hả, trong suốt hơn 3 năm qua, xung quanh ông, người xung quanh ông bao gồm này, anh em ruột nhà ông, hàng xóm nhà ông, bà con nội ngoại bên vợ, bà con nội ngoại bên nhà ông, bạn bè thân hữu gần xa của vợ ông, của gia đình ông. Ông nào làm cái ngành nghề gì mà thành công trong suốt 3 năm qua, ông kể giùm tôi cái, để tôi kiếm cớ tôi đầu tư coi. Em đang phân tích để người ta hiểu. Để người ta hiểu rằng là gì, ngành hoa lan bây giờ là quá tuyệt vời. Xin lỗi anh nhé. Nè, xin lỗi anh, bây giờ cái ông Gia Khánh bây giờ ông cần một cái gì đó, ông không bao giờ bán được. Có tiền. Nhưng bây giờ anh có tin không? Bây giờ em lên một cái kia Long Khánh này này. Em lên kia Long Khánh này này. Thấy không? Mà em lên rẻ thôi. Em cần lên rẻ kia này, hiện tại đang đâu đó khoảng độ 39 đến 45 triệu. Bây giờ em chỉ cần lên rẻ một phát. Em cần lên rẻ một phát 26 triệu toàn 6, người ta chốt ngay. Em lên 26 triệu toàn 6, người ta chốt ngay. Nha. Ok Tạ Nguyên. Chào Võ Khương Duy. Chào Trần Ngọc Dũng. Đây. Bây giờ ví dụ như này. Em nói như vậy, em phân tích các ngành nghề như vậy để em biết là bây giờ ví dụ em Tùng cần tiền, đúng không? Em Tùng bán một kg Long Khánh như này thay vì đang ba mấy mấy bốn mấy triệu, bây giờ em cần bán rẻ 26 triệu toàn 6 thôi. Người ta có thể chốt. Vì đây là cơ hội. Đấy, làm tiền còn chết. Đây này. Kỳ Long Khánh này em chỉ cần bán rẻ 26 triệu toàn 6. Người ta vẫn có thể chốt. Người ta không chốt bây giờ, người ta xuống lai người ta chốt.
hoặc những người bây giờ không xem like, người ta xem lại like, người ta vẫn có thể chốt. Xin lỗi bố già Khánh nha, mẹ đi cho vay còn chết kia kìa, đi cho vay á, làm tài chính còn chết kia kìa. Bán luôn 26 triệu đấy, bán kỳ Long Khánh 26 triệu chơi. Còn bây giờ ông làm gì ra 26 triệu giùm tôi cái. Tùng đánh đá có văn hóa. Em là em nói thật nói thẳng luôn, đúng không anh em? Bây giờ người ta cho vay tiền luôn còn khó đòi, không lấy tới giít nó hả? Xin lỗi, ví dụ ông bây giờ ông cho vay bình thường không sao, nhưng ông cho vay lãi cao, ông tới ông đòi hả, nó lại thua ngược lại ông luôn, là cho vay nặng lãi cũng chết. Mà bây giờ nó ì á, vua cũng thua thằng liều. Mẹ mấy tháng đầu thì nó lấy cái tiền của mình nó vẫn đóng lãi bình thường. Bán thật luôn đó Nguyễn Hà. Đấy, bình thường thì nó đóng, lúc mới vay á, nó vẫn lấy cái tiền mà nó vay mình, nó đóng lãi cho mình đàng hoàng ngon lành. Đến lúc bắt đầu là nó gần hết tiền rồi, bắt đầu nó chây ì luôn. Nó không trả gốc, nó không trả lãi. Rồi tới đánh nó hả? Đánh nó thì tội cố ý gây thương tích. Bắt nó hả? Tội bắt giữ người trái pháp luật. Đúng không? À, thấy nó đi xe lại lấy hả? Tội cưỡng đoạt tài sản hoặc cướp tài sản. Đúng chưa? Cho vay bây giờ còn khổ anh em ạ. Tôi đây này, cho anh em luôn vay luôn này. Má bây giờ đòi mà không biết đòi cách nào luôn. Chốt thì tinh tiền luôn Nguyễn Hà. Có gì đâu. Anh nói đi vào lòng người thật. Cảm ơn em. Tôi bán luôn Nguyễn Lân 26 triệu toàn 6. Tôi bán luôn để minh chứng cho ông Gia Khánh biết rằng là bây giờ một cái quán ăn, một cái nhà hàng bây giờ để kiếm ra được 26 triệu toàn 6 như tôi ngay lập tức còn mơ còn lâu. Một quán cà phê bây giờ anh em đi quán lề đường có 10 đến 15 nghìn một ly. Đi vào quán còn đâu đó trên dưới 20 nghìn một ly. Ông bán 1.000 ly, ông mới có 20 triệu. Ông để ông bán được 1.000 ly cà phê. Tôi nói cho các ông nghe, các ông phải bỏ vốn, các ông phải bỏ tiền đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị. Các ông phải có một hệ thống điều hành, đúng không? Phải con người. Các ông phải có những nhân viên, phải có những quản lý, đúng chưa? Các ông phải chia ca 3 ca, đúng không? Rồi để ông bán, đến bao giờ được 1.000 ly cà phê? 1.000 ly cà phê tôi cho là 20 triệu được 1.000 ly cà phê. Đúng không? Làm ăn bây giờ mở cái gì cũng khó. Bây giờ ông có 20-30 triệu, ông có đầu tư được một cái quán ăn không? Không. Ông có đầu tư được cái nhà hàng, ông có 2 tỷ, ông có đầu tư được một cái nhà hàng tiệc cưới như tôi không? Không bao giờ được. Đúng không? 2 tỷ chưa đủ mua cái máy phát điện. Mình hai máy phát điện mỗi cái 2 tỷ 6. Hạ cái bình hết 1.5 tỷ. Đúng không? Mua hai cái máy phát nhỏ hết khoảng 400 nữa. Đúng chưa anh em? Mình phân tích như vậy để nói rằng là tình hình kinh tế khó khăn là khó khăn chung. Đúng không? Tôi hỏi các ông nhé, đất vay ngân hàng được không? Được, đúng không? Mua đất 1 tỷ, cháu tôi đi, mua đất 1 tỷ. Bây giờ bán 450 triệu, không ai mua. Chào anh Kỳ, anh Trần. Cảm ơn Duy Bình. Đúng không anh em? Hồi đó sim số, anh em nào đầu tư sim số thắng đúng không? Đủ thì là ông đầu tư 1 tỷ đâu. Giờ tôi đố ông bán được 400. Ở đâu mà tinh vi. Đúng không? Tùng nói đây là cho tất cả anh em đều xem luôn, 209 người đang xem luôn, chứ không phải là mình ông Gia Khánh. Nhưng mà nói vậy để ông Gia Khánh phải tâm phục khẩu phục tôi. Ông vẫn chưa kể cho tôi biết là suốt 3 năm qua ông thành công về lĩnh vực gì, những người quanh ông ấy thành công những lĩnh vực gì, để tôi biết tôi còn đầu tư. Đúng không? Đúng không? Những ông siêu xe khỏi nói. Còn những ông bán xe số đẹp á, xe số đẹp bữa trước con xe này nhá, bữa trước đây phải 600-700 triệu, con này bữa trước đây là 2.2 tỷ, bây giờ đâu được giá đâu, ai tiền mà mua? Anh nào có tiền có vốn thì giữ lại thôi. Con này là 650 triệu giá hiện tại luôn này, nhưng thằng nào bây giờ bỏ ra 650 triệu mua, có đúng không? Bùn bán xe cũng chết, bùn bán xe hơi cũng chết, xìu xe cũng chết. Mẹ bây giờ đang lo ăn bố mẹ, ai mua xe hơi? Mấy người mua xe hơi được bao nhiêu người? Mấy người mà mua xe xịn số đẹp. Còn đây là Tùng bán, Tùng không khoe, Tùng bán, anh em là mua, Tùng bán cho anh em. Cái gì Tùng cũng bán ấy.
cái gì tôi cũng bán, chỉ có là không bán đứng thôi. Cái gì cũng bán được, không bán đứng thôi. Tại vì đa phần là đứng bán, đứng bán lan đủ thứ trên đời. Lãi em Tùng không cho, lỗ em Tùng không chia, cho tiêu, đúng rồi. Tiền ai người dùng? À đúng rồi, ngân hàng còn chết luôn. Tôi nói anh em nghe, ngân hàng sắp tới đây rất nhiều ngân hàng bị phải chết, và ngân hàng nhà nước đều phải mua lại nợ xấu ngân hàng, đúng không? Bao nhiêu ngân hàng đã chết rồi. Không bán thân anh ơi, em không bán thân, em bán thân cho thơm thôi. Chào Đặng Văn Quyền, đúng anh em. Chào Tiến Râu, cảm ơn Nguyễn Thế Anh. Bao nhiêu ông ngân hàng, các ông biết không? Bây giờ ở quê hương các ông không biết sao, quê hương tôi đang kiện ngân hàng đây này nhé. Những cái nghị quyết của Thủ tướng ra cho bên ngân hàng là phải gì? Phải cơ cấu nợ cho các doanh nghiệp và các cá nhân, đúng không? Cảm ơn Triệu Mẫn, đúng chưa? Đùng một cái ông ngân hàng không thông báo gì chưa, nó không cơ cấu nợ để cho bị nợ xấu quá trời trời đất luôn. Bây giờ người ta đang kiện lại luôn. Nghị quyết này ghi rõ này, cơ cấu nợ cho các doanh nghiệp và các cá nhân trong vòng 1 năm không phải đóng lãi và không phải đóng gốc. Chào anh Lan Từ Bi, đúng không? Thế mà các ông không làm, để cho người ta nợ xấu quá trời, người ta không vay được. Còn một khi liều đấy nhá, đủ thứ trên đời, thằng nào cũng nợ xấu thì hòa cả làng. Thằng nào cũng nợ xấu hòa cả làng luôn, được chưa? Ông mấy ông ngân hàng bây giờ mới chết luôn này. Mấy ông bảo hiểm chết chưa? Tôi hỏi các ông á, tôi hỏi mấy ông bảo hiểm chết chưa? Vừa rồi tôi đi gom tiền bảo hiểm á, mấy ông, tôi có mười mấy cái bảo hiểm nhân thọ nữa, tôi đi thu hồi về tiền hết. Đấy, mấy ông bảo hiểm vừa rồi lên đường chưa? Chào Lê Minh Tuấn, Minh Tuấn. Chào Tin Nhanh. Không có một ngành nghề nào trong suốt hơn 3 năm qua, nói không có ngành nghề nào thì nói nó không đúng. Chỉ có 0.001% các ngành nghề là thành công trong những năm qua thôi. Còn 99.99% những ngành nghề, đặc biệt là những ngành nghề thuần túy là thất bại, gặp khó. Trời ơi, cần gì phải nhảy lầu tiến dũng? Đủ thế đời, cả cái sự sống của mình mà lại bán rẻ mà lại bỏ đi như thế thì còn làm người làm gì? Không xứng đáng, đúng không? Xin lỗi các ông nhé, một khi mà đã nợ xấu nhá, nợ xấu cả làng á, là hòa cả làng luôn. Cuối cùng lại phải một cái quy định mới, một cái nghị quyết mới ra, là cho những người, ví dụ như tôi nói là cho những người mà đã bị nợ xấu rồi được phép vay lại với điều kiện là thế này, thế này, thế này. Buôn lậu ma túy chết bỏ mẹ luôn, bắn bỏ luôn ở đó. Chào bác Hà Lai Hoa Lan. Đúng rồi anh em. Không một ngành nghề thành công trong những năm qua thì đừng có nói ngành làm với tôi. Nghe Gia Khánh. Đấy, đi giải cứu mà vẫn chết. Những người có chức, có quyền, có điều kiện rồi nhà nước, đúng không? Cử giao cho ông đi giải cứu người ta mà bây giờ vẫn bị chết. Đúng chưa? Mẹ, cái gì chả chết. Còn anh em mình còn được đây. Cái ông Gia Khánh, ông còn sống là ông may rồi. Nếu vừa rồi ông Điên, ông đã chết trong dịp dịch rồi. Ông không có cử đấy mà lo lắng cho tôi đâu nhá. Nói cho ông Gia Khánh biết. Và tôi sẽ không chặn ông, để cho ông còn nhìn thấy tôi và các anh em đây, 236 anh em ở đây nhá. Thấy tụi tôi làm như thế nào. Tụi tôi bỏ công bỏ sức này. Đây, vườn đẹp này, đang nó quy hoạch lại, treo chiếc cho nó ngăn nắp ngay ngắn này, đúng không? Sạch sẽ này, gọn gàng này, được chưa? Cây nào đây này, đó, để trên sạp, nhưng mà một cái tấm là tấm polycarbonate, để khi mình có để cái gì dưới nó không bị nước vào, không bị lây bệnh nhá, đúng chưa? Chúng tôi nay sức ra làm, và chúng tôi là đem lại nguồn thu cho các ông làm móc này, nguồn thu cho ông làm lưới này, nguồn thu cho ông làm giá thể này, nguồn thu cho ông làm chậu này, nguồn thu cho ông bán sắt này, nguồn thu ông bán rêu này, ông bán tem này, đúng không? Có đúng không? Chứ tôi đâu có xin được, tôi phải đi mua. Thì các ông kia mới có tiền, mới có lời, có lãi. Có đúng không? Tôi phải mua quạt này, mua bàn, mua ghế này, mua thảm này. Đúng chưa? Đúng không? Chứ bọn tôi đâu có chơi. Tôi đâu có chơi. Anh bình thường nha, Bùi Văn Thái ơi.
Cảm ơn bác Vũ Hoàng Khải. Em chào anh Trương Trung. Có đúng không? Chào bác Đỗ Thành Đỗ Trọng. Đâu rồi, Gia Khánh đâu rồi? Bước ra đây nói chuyện với anh. Đó, nè. Làm này, quy hoạch lại này, gọn gàng này, ngăn nắp này, đẹp đẽ này. Làm sao mà cho tưới tắm cho đúng bài bán này, đúng không? Làm sao cho cây phát triển tốt này. Rồi ra sức chăm những con giống, những cái chậu tác phẩm này, để bán kiếm tiền mua G63 này. Đúng chưa? Để bán kiếm tiền mua G63 này. Đột khỉ, có lẽ tôi phải chặn bác luôn nhá, nếu bác nói một lần nữa nhá. Cho đột khỉ một cơ hội. Đúng không? Đây này cũng làm đây này. Đúng không? Bọn tôi phải mua, bỏ tiền để mua cái này thì cái ngành nhôm nó phát triển này, ngành nhựa phát triển này, ngành sắt phát triển này. Đúng không? Đâu có chơi không đâu. Còn một khi á, một chậu tác phẩm hoa mà tôi bán ra được 10 triệu. Hoa nhá, 300 hoa, 500 hoa mà tôi bán ra được 10 triệu. 10 triệu một chậu. 1000 chậu tôi có 10 tỷ, làm gì căng này. Cảm ơn bác Đoài Trọng. Cảm ơn bác Vườn Lan Phục Lễ. Ngành dịch vụ cũng chết luôn. Bây giờ ngành dịch vụ là ngành, ví dụ như là ông ca sĩ đi, đúng chưa? Bây giờ hát ai cho ai, ai mời để hát được nhiều tiền, đúng không? Hệ thống âm thanh ai thuê? Dàn âm thanh rồi ánh sáng là sân khấu ai thuê? Đúng không? Rồi trang trí hoa tươi, bánh rau bánh rốp, đủ thứ trên đời. Cho nên tính cho cùng ra, suy cho cùng ra, ngành lan vẫn là ngon. Không chịu làm thấy người ta có ăn lại hoa hết cả mắt. Đúng nhớ, tôi phân tích như vậy, tôi sẽ không chặn Gia Khánh. Để cho Gia Khánh, cho dù là nick thật hay nick ảo, thì cũng nên suy nghĩ lại, có một cách suy nghĩ nó chuẩn mực hơn. Có những ngôn từ, những phát ngôn chuẩn mực hơn. Nha. Mình phải nâng cấp mình lên. Còn bây giờ ông thua Phú Thọ, mà ông cứ ngồi ông cào phím. Trong đó người ta thua Phú Thọ rồi, bây giờ người ta đi Long Khánh Kinh Bắc rồi, Pleiku cờ đỏ rồi, người ta mua một vài chục cây Bảo Duy rồi. Còn ông cứ ngồi đó mà ông cào phím. Ông bảo ôi trời, hồi đó tôi mua Phú Thọ đô, sau này nghe mấy thằng kia nó bảo là cứ bạch tích mà phang. Thì tại ông nghe nó, giờ bắt đền nó đi. Còn bây giờ ông ngon, ông nghe tôi đi. Đủ thứ, giờ ông đầu tư Kinh Bắc đi. Ông đầu tư Long Khánh đi. Cờ đỏ Pleiku đi. Ông đầu tư mỗi thứ Bảo Duy với không tên mỗi thứ mấy chục kia đi. Ông nghe tôi, ông làm khu vườn không cần phải rộng như vườn tôi. Ông đầu tư một khu vườn 30 đến 50 mét đi. Ông bỏ cái đống tôi vừa đọc vào đấy đi. Đủ thứ đời, thời tới ông là cán không nổi chứ ở đó. Còn bọn tôi mua trước thì tôi nhân giống ra, có giống phải chia sẻ, phải lan tỏa cho, thay vì bây giờ 10.000 người chơi, tôi lan tỏa cho 1 triệu người chơi. 1 triệu người chơi không cần phải là 1 tỷ một người, mà cần 10 triệu một người thôi. Và an toàn, nó không ảnh hưởng đến kinh tế của người đó, đúng không? Kiếm ít mà kiếm lâu dài. Còn không làm mà có ăn, mà muốn ăn lười liền ăn tươi, có mà ăn đúng không anh em? Làm đây này. Mỗi một ngày Tùng live stream thì mọi người lại thấy khác, đúng không? Phải làm chứ. Rồi, nói tới đó cho, chắc chắn là Gia Khánh đã hiểu rồi, thấy không? Gia Khánh đã hiểu rồi, nói tới đó là quá hiểu luôn rồi, mà không hiểu nó thì không xứng đáng làm người. Chào bố bạn Ken nhé. Nếu mà nói tới đó mà không hiểu nó thì không xứng đáng làm người. Nhưng mà chắc là Gia Khánh hiểu rồi, tôi không chặn Gia Khánh. Nhiều khi do không tin tưởng vào con đường mình chọn, còn tôi tin tưởng là tôi đã sẽ cua được thơm. Cho dù bốn thằng khác đang trẻ hơn tôi, con nhà giàu, con nhà đại gia, còn tôi thì không. Tôi chỉ đẹp trai, đầu hói dễ thương thôi. Nhưng tôi có công ăn việc làm. Tôi có tiêu chí của tôi. Đúng không? Và tôi đầu tư về thời gian, về công sức, về tình yêu. Tôi quyết tâm cua Thơm bằng được để làm vợ tôi. Cuối cùng đạt được kết quả cao. Là Thơm là vợ tôi. Đúng chưa? Cho nên trong con đường làm ăn cũng vậy. Năm 2009 đến năm 2011 là khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Rất nhiều nhà hàng trên đất nước Việt Nam, nói chung
và ở Dĩ An nói riêng, người ta bỏ hết nhà hàng, tôi kiên quyết ở lại, kiên quyết cố gắng hết sức ở lại, mặc dù đó là mặt bằng thuê, tôi ở lại. Và sau đó là gì? Tự nhiên hết khủng hoảng cái, khách vô ào ào, vô ầm ầm, thì tôi làm ăn được. Còn những nhà khác người ta bỏ hết trơn rồi. Lan bây giờ ông vậy, giờ ông nào, anh nào, em nào bỏ, cứ bỏ, tháo vườn, cứ tháo vườn. Người khác chơi, lớp khác chơi. Ngày xưa tôi đâu biết chơi lan, đâu biết đầu tư lan. Tại sao tôi lại đến lớp của tôi lại chơi lan, tôi đầu tư lan? Thì bây giờ các ông đang xem, 239 anh em đang xem, thì tôi cứ cho là rất nhiều người không chơi lan nữa, ghét lan luôn, bỏ lan luôn. Thì người khác lên, tôi chuyển lửa cho người khác, họ lên họ mua. Họ mua không phải là 5 tỷ, 10 tỷ, mấy chục tỷ, 100 tỷ như tôi, mà người ta bỏ 5 triệu, 10 triệu, người ta đầu tư một cây lan. Người ta đầu tư một cây lan, đúng không? Nhân giống sau một năm, nếu gặp thời gian mà kinh tế thế giới phát triển, kinh tế Việt Nam phát triển, thì người ta bỏ ra ít tiền, người ta chơi, đúng không? Người ta mua, người ta đầu tư. Thì nhiều người như vậy thì cây đâu mà bán, đúng chưa? Thì cái lúc đó phải là ngon lành không? Còn không thì ông chỉ là bỏ vài ba triệu, năm bảy triệu, một vài chục triệu để có cái để ông chơi thôi, đúng chưa? Còn làm ăn mà không đầu tư á, bây giờ ông cứ ngồi đi, rồi để tôi đầu tư cho, tôi lấy tiền của tôi mua cây cho tôi nhân giống cho tôi hỏi ông, chứ tôi được, tôi có cho ông không? Không bao giờ cho. Đúng rồi anh em, đây là mình phân tích. Còn ông nào bỏ thì bỏ. Yêu hết nấc luôn anh Đại Phong Nguyễn. Đúng rồi, đẹp trai đầu hói dễ thương. Mình phải tự tin nhé. Mình phải tự tin vào mình. Xin lỗi, bất kỳ Tùng, Tùng không giỏi. Tùng không phải là giỏi, nhưng bất kỳ nói về lĩnh vực gì, ông nào bước vào, ông Sa Khánh vậy, ông nào bước vào đây nói chuyện, tôi nói cho nghe luôn. Mình phải tự tin. Mà muốn có được tự tin đó, mình phải học. Mình phải học hỏi. Học ông Nguyễn Quang Định, học ông Đại Phong Nguyễn, học ông Trần Em, học đủ thứ trên đời, học ông Nguyễn Hà mới có được, đúng không? Chứ đâu phải tự nhiên trong người tôi mà có được cái thứ đó. Tôi nói cho anh em nghe, tôi phải học. Còn tôi muốn á, tôi muốn xe, tôi muốn nhà, tôi muốn đất, thì tôi phải đầu tư. Còn các ông muốn có lan bán như tôi, được tiền như tôi, thì các ông cũng phải đầu tư, được chưa? Này Định ơi, mua ủng hộ anh kia Long Khánh nhà Định ơi, mua ủng hộ anh kia Long Khánh nhà Định này. Nè Định ơi, mua ủng hộ anh kia Long Khánh này, đẹp luôn. Đúng rồi anh Dương Ngọc Hà, già như anh vẫn phải học. Đây Định ơi, mua ủng hộ anh kia Long Khánh nhà Định này. Anh em tình thương mến thương, anh trai, anh trai, em trai, mua ủng hộ anh Kỳ Đông Khánh đi em. Đừng có nghe anh Suối Dài là mua Phú Thọ Ado, mà nghe anh Suối Dài mua Long Khánh dùm anh cái. Tôi không học hỏi làm sao tôi biết, tôi nói cho anh em nghe được. Đây này, ví dụ ông bây giờ ông muốn có xe về, ông bán được kiếm lời. Đây là Tùng mua về, Tùng bán, Tùng kiếm lời đấy anh em. Tùng mua về á, bây giờ ví dụ người ta thay vì cái xe giá trị cao, mà bây giờ người ta cần tiền thì người ta bán giá trị thấp, thì tôi chấp cơ hội, tôi bỏ tiền tôi đầu tư. Đâu phải tôi đầu tư về cái tôi bán được ngay đâu. Có thể nó ngầm một năm, có thể nó ngầm hai năm, đúng không? Anh em mua Tùng bán này. Con này là 960 này. Cả xe cả độ là 960. Bây giờ bán lại cho anh em là với giá là 799. Con này là 650 triệu, thì bây giờ bán cho em anh em là 639 triệu. Con này 450 triệu, con này là 2 tỷ 2, thì bây giờ tính anh em 1 tỷ 888. Con này là 555. Đó. Thì tôi phải đầu tư tôi mới có tiền chứ. Đầu tư mới có chứ, bây giờ tự nhiên trên trời đâu có rớt xuống cho tôi được. Đúng không anh em? Cảm ơn bác Vũ Hoàng Khải. Ôi dồi ôi, tôi nói bác Tuấn Nguyễn Anh nha, tôi rất là hối tiếc luôn là cái việc là tôi biết về lan đột biến quá muộn. Tôi mà biết trước vài ba năm ấy, thì coi chừng tôi luôn. Tôi rất tiếc là tôi biết về lan đột biến quá muộn.
tôi mà biết trước nhé thì biết tôi, biết tay tôi. Còn Tùng chưa bao giờ hối hận về cái việc mình đã vào Lan. Chẳng qua là thời thế thôi, chẳng qua là dịch bệnh thôi, mình không đổ lỗi cho ai hết. Nhưng mà bây giờ ai có cây kinh Bắc Long Khánh mà bán được như tôi? Ai có cờ đỏ và lê cu mà bán được như tôi? Đúng không? Ít, có nhưng mà ít. Tại vì sao? Tại vì xuống nữa tôi đầu tư tiếp, xuống tiếp tôi đầu tư tiếp. Được chưa? Mới có. Nha, trả lời cho Tuấn Anh Nguyễn nha. Nếu được thời gian quay trở lại, tôi muốn là tôi vào Lan từ năm 2018 luôn. Thì đến cuối 2020 tôi đã nhân giống ra được rồi. Và đầu năm 2021 tôi thu hàng ngàn tỷ rồi. Nha, tôi rất tiếc là tôi biết Lan đột biến hơi muộn. Nhưng mà muộn còn hơn không. Tới bây giờ tôi vẫn chiến đấu, vẫn đầu tư cái vườn 2 tỷ 8 ở trên tầng 3 của trung tâm hội nghị Thừa Cứ Thanh Tùng. Đất nhà tôi mua của chú Dũng là vui năm 2016. Được chưa? Vẫn bình thường, anh vẫn bắn Lan, Nguyễn Được. Chào bác Thu Vũ Xuân. Chào bác Trung Tùng Lê. Và tôi vẫn còn chiến đấu, vẫn còn chăm sóc, phải không? Vẫn còn nhân giống, vẫn còn chia sẻ. Chào Trung Lê Thành. Cảm ơn Trung Lê Thành. Rồi bây giờ lên cái gì bé bé này cho anh em dễ chốt này. Bây giờ lên cái gì bé bé cho anh em dễ chốt nha. Lên cái gì bé bé cho anh em dễ chốt. Đây, Tùng lên một cái kỳ bé bé cho anh em dễ chốt. Một kỳ người đẹp không tên. Một kỳ người đẹp không tên. Tùng bán người đẹp không tên. Ai mà chốt được thì hên cả đời. Tùng bán người đẹp không tên. Ai mà chốt được thì hên cả đời. Tùng chia sẻ cho anh em kỳ người đẹp không tên này Với giá là 179 nhá. 1 triệu 79 79 79 cho anh em dễ chốt giao lưu. 1 triệu 79 79 79 khi người đặt không tên, khi ươm tự nhiên dễ khỏe, phi đoạt mạnh, đang trong xa này, đang trong xa cho nên Tùng zoom lại cho anh em thấy rồi đấy. Còn đây là quay cả chậu nhé. 1 triệu 79 79 79 giao lưu cho anh em. 1 triệu 79 79 cho anh em dễ chốt. Rồi ai chốt cho Lưu Tùng. Cảm ơn bác Nguyễn Gia Hân. Em Tùng Bạc Cắc cảm ơn cả nhà rất nhiều. Không quan trọng bác Nguyễn Được ơi, giao lưu cho anh em nhé. Nói nãy giờ mỏi mồm quá, bây giờ giao lưu cho anh em một kia người nào không tin. 1 triệu 79 79 79 cho anh em dễ chốt. Tiếp tục đây, giao lưu cho anh em. Kỳ Long Khánh này là kỳ tiềm năng. Kỳ Long Khánh là kỳ tiềm năng, sắp tới nó lên vài ba mầm gốc. Và mình có thể làm được kỳ chân thân ở cả hai cái bi này luôn. Đó. Giao lưu cho anh em cái này. Giao lưu xong là Tùng đập chậu này luôn. Giao lưu xong là đập chậu này luôn. Tùng chia sẻ cho anh em giao lưu cái kỳ Long Khánh này nhá. Cái thân bé nó khoảng độ gần 3 sen. Cái thân lớn nó khoảng độ 5 sen. Đó. Giao lưu cho anh em cái Long Khánh này, Long Khánh tiềm năng nhé. Khi mà nó lên mầm gốc kỳ năm 2 rồi thì chắc là khỏi phải bàn.
nhá. Giao lưu xong thì Tùng sẽ đập chậu trồng sang chậu khác luôn. Đấy. Thì Tùng giao lưu cho anh em cái kỳ này. Giao lưu giá mềm mại cho anh em dễ chốt. Mình sẽ làm được mấy kỳ ở trên thân luôn. Long Khánh sẽ làm kỳ trên thân. Đó, giao lưu cho anh em một cái kỳ này với giá là 33 triệu toàn 3. 33 triệu toàn 3 nhé. Giao lưu kỳ này. Giao lưu xong là đập chậu, trồng một chậu khác cho đẹp luôn. 33 triệu toàn 3. Chào bác Minh Trương. Cái thân lớn khoảng 5 sen, thân bé hơn 2 sen, gần 3 sen thôi. Lại là Long Khánh là một mặt hoa rất là đẹp, phê pha luôn. Anh em thích giao lưu cái gì thì báo Tùng lên cho anh em nhé. Anh em thích giao lưu gì thì báo Tùng giao lưu cho anh em. Đấy, nhân viên thì xuống ăn cơm hết rồi, còn mình ông Tùng ở trên vườn. Được nha bác Nguyễn Khuyến ơi. Hôm rồi bác Nguyễn Khuyến có chốt một kỳ. Cho rễ nó khỏe, ấm chậu thì bác muốn thì em sẽ gửi về cho bác nhé. Người đẹp Nguyễn Khuyến nhé. Lá đầu ngọn bị vàng, cái đấy là nó thiếu trung vi lượng và vừa rồi mưa. Cho nên là cây nó phát triển nhanh, thiếu trung vi lượng thì Tùng đã xịt và bây giờ thì nó đã đẹp lại rồi. Ai đang xem cho Tùng một comment để Tùng biết Tùng chào nào. Nông dân vất vả lắm, Tùng bậc cắc vất vả lắm anh em ơi. Em Tùng bậc cắc vất vả quá. Nông dân vất vả quá. Nông dân vất vả quá thôi. Cảm ơn Nguyễn Gia Hân nhé. Chào Thuận Nguyên. Nãy giờ không uống nước khan hết cả cổ. Tiếp tục chiều nay đưa khoảng chục anh em lên vườn chiến đấu tiếp. Đâu rồi anh em, đâu hết rồi anh em, đâu hết rồi. Chào bác Phạm Thế Vinh. Ok, ấm chậu rồi em, bố bạn Ken. Rảnh ghé lấy về đây em ơi. Nay quần sọc áo thun. Rảnh thì xuống anh chơi rồi lấy về luôn nha bố bạn Ken ơi. Cảm ơn Ruby anh thơ nhé. Anh em đâu hết rồi, chắc anh em đi ăn cơm hết rồi. Kiểu này mình vẫn phải xuống ăn cơm đấy.
kiểu này mình xuống ăn cơm với gấu rồi. Mình xuống ăn cơm với gấu rồi anh em ơi. Mình xuống ăn cơm với gấu. Ok Nguyễn Văn Thuận nhé. Cảm ơn Nguyễn Gia Hân. Ok chị Trần Hiền nhé. Không phải anh em đi ăn cơm thôi, chắc là mình xuống live thôi Tuấn Trinh. Bình thường mà. Bây giờ là 12 giờ kém anh em xuống live nghỉ ngơi nghỉ trưa thôi. Và Tùng cũng xin phép là xuống live để ăn cơm trưa cả nhà nhé. Tạm biệt cả nhà. Hẹn chiều hoặc tối nay nhé. Bye bye.